Xin kính chào bà con, chào các bác. Chào mừng toàn thể bà con và các bác cùng toàn thể quý anh chị doanh nghiệp cũng như là bà con nông dân của chúng ta đã theo dõi kênh YouTube của em Biên, Trung tâm Cây giống Tam Đảo, một trong những đơn vị chúng tôi đang cố gắng phát triển để làm sao đem lại những cái hình ảnh thực tế nhất cho bà con và các doanh nghiệp, các đơn vị đang có nhu cầu trồng và phát triển các loại cây lâm nghiệp, dược liệu và các loại cây công trình. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì có thời gian trong lúc mà đang kiểm soát dâm ủ cây công trình hạng mục cây thông Caribe cao 3-4 mét, đường kính vanh 7, đường kính 7, để giúp cho bà con chúng ta cũng như là các anh chị tiếp cận về nguồn giống tốt nhất. Và cái thứ hai nữa là giới thiệu các bác, đây là dự án chúng tôi trồng và phát triển cây cảnh quan đô thị, cây dọc đường cho một đơn vị ở Hải Phòng. Đó. Thì cây, đối với cây này thì hiện tại là đường kính yêu cầu là từ 7 phân trở lên và yêu cầu trồng sống, phải đảm bảo sống. Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây là hình ảnh thực tế cũng như là tiếp cận cho các bác là nhìn đây là cây thông thực tế, là thông Caribe, một trong loại cây cảnh quan đô thị có giá trị cao. Và cái thứ hai nữa là nó là một trong những loại cây nó đem lại cái tán và cũng như bóng mát rất là tốt và đẹp. Thì đây là theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp thì chúng tôi có làm theo yêu cầu là cây đường kính từ 7 cm trở lên và vanh thì từ trên 20. Thì các bác có thể nhìn thấy đây là chúng tôi đang dâm ủ chỉ khoảng hơn một tháng nữa thôi là xuất về Hải Phòng để trồng cảnh quan đô thị, tạo cho một tuyến đường có thể phát triển cũng như là làm tăng cái nét thẩm mỹ cho cái tuyến đường đó. Thì các bác có nhu cầu mà mua cây giống thông Caribe tầm cỡ lớn, cây công trình cỡ lớn, các loại cây thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo đường dây nóng chúng em đã add Zalo cũng như đường số điện thoại chúng em đã add Zalo. Đây mặt em đây. Đó, mặt em đó. Thì là add Zalo thì các bác cứ theo Zalo và các bác nhắn tin ngại, còn nếu không thì gọi điện thoại. Xin chào.